Chanh này đẹp không chị? Chanh này đẹp mà bự ha, trái nhiều. Chào mừng tất cả quý con trở lại kênh YouTube cùng Nô Gai Dùng quý con ha. Hôm nay đi tiếp tục đi thu hoạch chanh nha quý con ha. Đó. Đây mình đi thu hoạch chanh. Đó, mấy bà chị bà hai nè. Đó, mình lại cái tụng chanh coi chanh nó đẹp không. Đúng rồi. Đó. Hái trái đụng cứng dài ngon, chanh đẹp anh ha. Đẹp. Trái nào rồi con nè. Một tụng này là một tụng này nhiêu ký anh? 70. Một tụng này 70 ký đâu quý con. Đó. Quá dữ. Chanh đẹp ha. Nè, còn lại nè quý con này, còn lại này cổ sao ha. Cổ sao. Cái sao nhiều dữ luôn. Cái chanh này nè anh Hậu hái nãy giờ anh thấy cái cuốn nó dai không? Dai, cuốn rất là dai như kỹ sư chỉ đó, kỹ sư Nokia chỉ cho mình áp dụng đó, quy trình thuốc men rồi đó là rất là hiệu quả. Hái dai nó một lần của mình gờ cái nó rụng à, nó lẹ rụng hơn à, nó không dai như này rồi, cái này rất dai đó, ngồi mạnh ngon mà trái chanh nó có độ bóng, độ bóng ha. Đồng đều, đồng đều nó chùm, nó có trái nó cũng đồng đều đó. Này là quý con nè, đó đẹp ha. Nó bây giờ mình cũng không có gành nữa, mình hỏi mấy bà chị coi cái chanh xong nó chín nào quý con ha. Đó. À, hay lắm mấy bà chị. À, bà chị hái coi cái chanh sau mà nó chín. Cái chanh sau mình hái được chị. Cái chanh nó bóng hả? Nó bóng bự ha. Bóng bự hái. Cái nào mà nhăn nhăn là còn non. Đít nhọn là không ngon. À, đít tròn nó bự là ngon. Bóng. Hái chuyên nghiệp theo quý con ha. Chanh này đẹp không chị? Đẹp. Chanh này đẹp mà bự ha. Trái nhiều. Cái này là chỉ cái cơ trái mà kia cho xử lý hồi tháng 7 ha quý con ha. Còn cái cổ trái sau thì trái nó còn hơi bé tí. Đó, nhưng mấy cổ trái sau để kia cho quý con ta xem ha. Đây, những cổ trái sau nằm ở phía bên trên. Cho trái tháng 7 nè. Tháng 7 nè. Đó. Còn cổ trái sau thì nó nằm ở trên thôi. Trái nhỏ. Đây, đó, con thấy ha. Quá tuyệt vời luôn. Đó, đây nè. Còn trên cao quá sao mình trèo lên chảnh được chị? Quằn xuống ha. Đó, này cái cổ trái sau nữa quý con. Đó. Đây, ông cụ nhà ông leo lên cây luôn nè quý con nè. Đó. Đó, anh leo luôn nè. Đó. Trời ơi, trời. Hôm biết có làm gì không mà sáng nó dò rung dữ vậy. Rồi sáng anh leo lên quả giò nó rung nhiều rồi quý con. Đó. Rung cây nhắc để đó. Có khi nào nó trồng cái ổng chú mưa không? Lôi lên mình rất tường. Có mấy cái gai, nó kéo lại. Gai nó móc lại trơn à. Nó dướng lại. À, trái này chín rồi nè quý con nè, như bà chị nãy nói bóng bóng nè, đó đít nó tròn tròn bóng bóng nè. Đó, lụm nè. Đó. Đây, đó, con mấy trái này chắc già rồi, mấy trái này là bự vừa nè bà con ơi. Đó, mình bẻ luôn ha. Đó. À, bự luôn nè. Đó. Thì mà để mà cho cái trái chanh đó quý con, để cho nó bóng mướt như này nè, thì ngoài việc kia cho phun cái chai lớn trái chanh và chai tẩy da lưu da cám nè, với cái fluid vi lượng thôi quý con ha. Đó thì trên màn hình quý con thấy ha. Đó thì
và ba lộ này thì Kia phối trộn chung lại thì Kia cho tưới đó. Thì quý còn thấy ha, sau khi mà những cái vớt mà mày ghẻ lét ghẻ nhám quý con, những ở cái thời điểm mà trái nhỏ ha, thì nó đã được tẩy sạch luôn. Cho nên là quá trình mà trái nó lớn tới thời điểm thu hoạch thì quý con thấy cái trái nó rất là bóng luôn đó. Thì sau đó sau cái khoảng thời gian mà chúng ta phun quý con thì chúng ta phải bón cái dinh dưỡng ha, bón dinh dưỡng cũng như là bón Kia cho bón cái 20-20-15 20-15 và cộng với cái humic sa băng thì chúng ta phải bón là cung cấp cái hệ cái dinh dưỡng cho cây cũng như là tạo thêm mà một cái hệ rễ màng mới cho cây để cho giúp cái quá trình mà vận chuyển dinh dưỡng cũng như là hút cái chất dinh dưỡng để cho cái cây chanh chúng ta nó sung tốt ha. Thứ hai nữa là để cho cái trái chanh ta nó mau lớn hơn đó. Thì cái chu kỳ mà chúng ta sẽ hái lặp lại lần hai thì tùy theo nhiều nhà vườn chúng ta sẽ bón phân nó phù hợp hay không. Thì thường từ 20 tới 30 ngày thì chúng ta sẽ hái lại một lặp lại lần thứ hai đó. Thì hái xong thì tầm vài ba ngày tới đây ha thì Kia tiếp tục sẽ cho bón thúc phân trái nè. Đó, quý con thấy nè, nguyên một chùm trái luôn nè. Đó, chùm trái này chắc cân ký mấy luôn quý bà con ơi. Đó, quá dữ luôn nè. Đó, khá đẹp luôn nè. Đó. Đó, đây nè. Đó, còn trong đây nè quý bà con nè. Đó, quý con thấy nè, trái nó đeo nhúc chân luôn. Cành chu vườn bữa nay mấy mỗi ngày thường thì ảnh đi rất là ấy, ảnh đi phun thuốc ha, bữa nay là ảnh nghiêm túc để ảnh hái trái luôn. Khi hỏi nãy giờ ảnh không có trả lời gì cho quý con ha, không dám trả lời. Anh rất là nghiêm túc luôn, chăm chú trong trái không hái, chăm chú trái không mà hái hái không quý con ha. Đây lợi cây có 300 cây mà 10 người hái mà sợ không gội quý con. Quá trời nhiều chanh, quá trời nhiều trái luôn, quá trời nhiều trái. Này đó, thấy ha, trái ok ha. Có mấy trái này nó cũng có, mình cũng có mấy trái còn hơi cứng mà không sao đâu, nguyên chùm ha quý con ha. Xa lâu nói chung này mình cũng nhầm cái chứ đâu phải chính xác tuyệt đối trăm đầu chính to hoài được chứ đâu có trăm được, trăm là dưới thấp đó. Đó, hai nè, hai chuyên nghiệp nè. Đó. Mà mình thấy rất mạnh quá chị, rất nhẹ nó rụng không? Nó sao dễ vậy? Vậy hả? Nó dai đúng không? Nó dai, cho nên bà chị mới rất mạnh nó mới rụng rồi con ơi. Mình mới hái được. Đây nè, đó kia cao nè, bà chị với hai tới này ra hai tiếp mấy trái này nè. Đó. Qua dữ luôn. Thì trên màn hình này Kia có để lại hai số điện thoại theo quý con ha. Điều kiện cần thiết thì quý con hãy gọi điện thoại trực tiếp cho Kia thì Kia cũng tư vấn chia sẻ hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý con nha. Về cái quy trình chăm sóc cây trồng cũng như là xử lý ra hoa nghịch mùa, bón phân cho trái chanh nó lớn ha. Thì để cho nó đạt hiệu quả yêu cầu. Thì Kia cảm ơn tất cả quý con theo dõi video này của Kia. Kia cũng hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18 giờ hàng ngày quý con nha.